Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Ủy ban dân thành phố và các xã phường đã tổ chức nhiều hoạt động chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi, tròn tuổi trong năm 2020. Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các xã phường đã và đang tổ chức thăm chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi, tròn 70 tuổi đến 100 tuổi, với mức chúc bằng tiền mặt từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một người, cùng quà tặng trị giá 200.000 đồng. Riêng người cao tuổi tròn 100 tuổi, mức chúc thọ bằng tiền mặt là 1 triệu đồng và 5 mét vải lụa mỗi người. Người cao tuổi trên 100 tuổi, mức chúc thọ bằng tiền mặt là 1 triệu đồng và quà tặng hiện vật trị giá 200.000 đồng một người. Được biết, toàn thành phố Hội An hiện có 1.519 người cao tuổi từ 70 tuổi đến trên 100 tuổi. Riêng tròn 90 và 100 tuổi có 221 cụ.